những cái món đồ xinh xinh nhỏ nhỏ mà Diễm thanh lý lại á, thực ra thì giá rất là mềm luôn. Có những chiếc váy Diễm mua 5-6 triệu mà Diễm bán là chỉ có khoảng 500 ngàn, 400 ngàn, 300 ngàn, rồi giày dép, túi xách, rồi nói chung tất cả những cái phụ kiện. Như mọi người biết á, thì diễn viên khi mà quay phim á thì chỉ sử dụng cho đúng nhân vật đó trong phim thôi. Thành ra đôi khi là Diễm mua về mặc đúng một cái cảnh đó, hoặc là chỉ sử dụng trong đúng một bộ phim đó, hoặc là những cái đầm mà Diễm đi sự kiện hay gì đó, Diễm chỉ mặc đúng một lần, khi mà lên hình rồi thì nghệ sĩ ít khi nào sử dụng lại lắm. Thì Diễm nghĩ rất là đáng tiếc nếu mà chúng ta bỏ đi hoặc là cứ để mãi ở trong tủ. Nên thường hầu như là những chị mà gọi là khán giả mà yêu thương Diễm bao nhiêu năm qua, mỗi khi mà nghe Diễm tổ chức thanh lý thì rất là hào hứng đến ủng hộ. Diễm nghĩ là khoảng mỗi năm, hoặc là năm nay thì 2 năm rồi Diễm mới làm lại. Nhưng mà mỗi khi Diễm làm thì vẫn được nhận được rất là nhiều những cái sự ủng hộ từ tất cả những người yêu mến mình. Có những chị ở rất là xa luôn, khi mà nghe mình tổ chức thanh lý thì sẵn sàng mà đón xe từ phía tỉnh lên đây ngồi chờ từ rất là sớm nữa. Diễm rất là vui luôn và rất là cảm kích nữa. Giống như ngày hôm nay Diễm thông báo là sẽ thanh lý trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ 9 giờ sáng. Nhưng mà khi mà trước hôm đó là Diễm đang trong quá trình gọi là đang treo đồ, ủi đồ lên thôi, 8 giờ tối hôm trước là đã có mấy chị khách là đến liền luôn. Rồi sáng hôm nay đáng lý 9 giờ sáng mới mở cửa, nhưng mà 8 giờ sáng thôi đã có rất nhiều nhiều chị, nhiều bạn chờ sẵn ở trước cửa rồi. Cho nên là Diễm rất là ngạc nhiên luôn. Dự kiến là 3 ngày nhưng mà mới có khoảng trước 12 giờ trưa sáng hôm nay thôi là đã hết. Hầu như là bán sạch hết, chỉ còn 1/3 đồ thôi. Và tất cả những cái số tiền mà Diễm kiếm được á, Diễm luôn luôn để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn, hoặc làm những cái điều gì đó nó ý nghĩa. Và Diễm nghĩ đây là một cái dịp mà lúc nào Diễm cũng nhận được rất là nhiều niềm vui và nhiều sự yêu thương ủng hộ từ phía khán giả. Diễm rất là biết ơn mọi người đã ủng hộ cho Diễm.